Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FPNC với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Sencova. Xin chào chị Hòa trở lại. Chúng ta đã qua cái câu chuyện của chị là rất là thú vị, nhưng mà tôi muốn hỏi chị là trong 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 sự thành công hiện nay có một công ty đầu tư nhiều là với 3.000 nhân viên vân vân, rồi là những cái ứng dụng những cái chương trình công trình nghiên cứu vào trong thực tiễn, thì như vậy là chị vừa là thầy giáo, chị vừa là nhà nghiên cứu khoa học, và bây giờ chị là quản trị một công ty. Thì cái kinh nghiệm về cái bài học về quản trị so với những cái mà chị làm trước đây như là nhà giáo hoặc là nhà khoa học thì nó có những cái khác biệt như thế nào ạ? Nó rất là khác biệt. Vâng. Cách đây vài chục năm thì tôi chỉ là một cái nhà giáo đơn thuần thôi, dạy ở ba trường đại học Hà Nội, rồi Hồ Chí Minh, Cần Thơ, chỉ là lên suốt ngày lên lớp và tìm được những cái đề tài nào hay thì mình nghiên cứu để mà sản xuất ra những cái sản phẩm mà để nuôi sống trong trường. Chị cũng quản trị sinh viên vậy? Trong sinh viên ấy, tức là có nhiều khi sinh viên họ đến họ làm với mình thì có một đồng bạc nào đó để mình bồi dưỡng, mà nhiều khi không có tiền hoặc là cũng muốn có thêm trang thiết bị để nghiên cứu thì phải làm một cái số cái đề tài khác, nhưng mà chỉ là khoa học thôi. Thì là cũng nhiều cái đề tài mà tự tiền túi mà làm ra để đấy. Thì nhưng mà đến khi thì nói thật anh là khi mà tôi đi sang Mỹ đi nhận giải thưởng, lúc ấy nghèo lắm, tôi phải bán cả xe máy đi, rồi bán cả cái nhà Cần Thơ đi để lấy tiền mua vé máy bay, nhưng nhà nước đâu có cho tiền, bởi vì là khi đấy không có cái chế độ cho tiền và bị đáng cấm vận nữa, mà nhiều người ta còn không khuyến khích đi không Mỹ. Khuyến khích mà đáng cấm vận mà. Tất nhiên là khi tôi đi thì cũng về sau đó thì có công hàm của Bộ Ngoại giao, nhưng mới đầu đâu có mới đầu chỉ có đưa hộ chiếu rồi sang phỏng vấn ở Canada rồi đến Thái Lan thế thôi. Thì sau đó thì bắt đầu bước vào thành lập công ty và kinh doanh. Thì phải nói rằng là vô cảm ơn trời đất, là rất là mừng là cho nhiều cái kinh nghiệm bổ sung cho vấn đề khoa nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Nhờ mình kinh doanh để mình tìm hiểu xem là cái gì xã hội đang cần, cái gì xã hội không cần, cái này hiệu quả bao nhiêu, những cái gì quốc tế đã là thế giới đã làm rồi mình không làm nữa bởi vì tốn kém công sức. Thì là qua cái hạch toán lời lỗ một cái sản phẩm khoa học như vậy thì nó bổ sung rất nhiều cho cái quá trình nghiên cứu. Và những cái quá trình nghiên cứu đó tôi lại huấn luyện là hướng đạo cho sinh viên nên đi vào làm những cái gì mà sinh viên thấy rằng là xã hội cần thì mới nghiên cứu, còn đừng có nghiên cứu lung tung, nghiên cứu nhiều quá những cái xã hội không cần, hoặc người ta nghiên cứu từ lâu đời nào đó, bây giờ mình đi theo một con đường dài hơn thì không đúng. Cho nên nhưng mà xem ra là chị từ lúc chị học á cho đến chị là thành thầy giáo á, chị dạy trong cái môi trường là kinh tế kế hoạch. Nhưng bây giờ chị lập công ty á, là kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường, hai cái thì khác chị nhau. Thấy là kinh tế thị trường hiện nay nó có phải là bài học tốt không ạ? Tuyệt vời. Vâng. Tuyệt vời. Tại vì tôi cũng đi nhiều nước, đi từ Đức, từ Nhật, đi khắp, mà chỉ trừ mấy nước da đen là tôi chưa đến thôi. Chứ còn thì là tôi đi gần hết thì tôi học được rất nhiều, mỗi một nước có một kiểu. Nhưng phải nói rằng là nếu không có cái cơ chế thị trường thì chúng ta không thể phát triển được như ngày nay. Và các doanh nghiệp cũng không thể phát triển lên được. Cái thứ hai nữa là không có một cái sự cạnh tranh mãnh liệt. Ví dụ như nhiều công ty sản xuất một cái sản phẩm thì mới có sức cạnh tranh. Một người như ngày xưa cách đây mấy chục năm, một bao diêm là chỉ có diêm Thống Nhất thôi thì cứ như thế hoài thì có ai cạnh tranh đâu. Diêm ẩm cũng vứt đi cũng dùng, mà diêm tốt cũng phải dùng. Thế thì bây giờ là cái đấy là cơ chế thị trường nó có cái hay. Thứ hai là nó dạy ra cái kinh doanh, dạy cho tôi một cái là gì, là phải nắm bắt được cái thị trường và xã hội hóa các cái đề tài nghiên cứu khoa học của mình như thế nào. Chính nếu tôi không ra thị trường thì tôi đã nghiên cứu cái sơn nano mà chống đạn với chống cháy từ vỏ trấu là cách đây 10 năm. Nhưng mà không đưa ra thị trường được. Bởi vì khi đấy mình chưa phải là một nhà doanh nghiệp mạnh. Đúng. Thành ra mình chưa có tiền. Thế nhưng mà bây giờ thì đến khi mà cách đây được 4 năm trở lại đây thì tôi tổ chức hội thảo về sơn nano ở Singapore, ở Malai, rồi thì ở Hà Nội, ở Sài Gòn các thứ. Thì từ khi đấy thì bắt đầu mới biết cách là cái sản phẩm này đưa, khoa học này đưa ra xã hội hóa như thế nào, đưa ra thị trường như thế nào. Sau khi hội thảo Singapore thì rất là được ủng hộ. Và bây giờ thì tôi đã bắt đầu cái sản phẩm sơn chống cháy là đã tung ra rất nhiều trên thị trường và một số nước rồi sơn diệt khuẩn
Bệnh viện lớn nhất của Singapore hiện nay là dùng sơn duyệt khuẩn của Cova. Bệnh viện 1 tỷ đô la đấy của Singapore là dùng sơn, tất cả các phòng mổ, tất cả khắp mọi nơi là sơn Cova. Anh có dịp là đi sang đấy, đến cái bệnh viện đấy hỏi sơn nào là họ sẽ cho anh biết là chắc chắn tôi sẽ đi. Vâng, và anh sẽ đến tôi đấy. Hay anh. Đi, tôi đi thường xuyên. Vâng, anh đến đấy. Hôm vừa rồi thì chúng tôi đến nhưng mà mình không phải bác sĩ, không có áo blue thành không được vào phòng mổ. Nhưng tất cả các chỗ khác là họ cho mình đến để xem chất lượng sơn. Mình chỉ nói là về chất lượng sơn thôi. Là cái phòng mổ là sơn Cova 100% sơn Cova. Đấy, thì là có thể nói rằng là ở Singapore là dùng nhiều nhất. Hay là ví dụ sơn nano ở cái khách sạn này, Ipoh ở Malaysia là lớn nhất ở Ipoh là 15 tầng và rất là nhiều khu ba mặt tiền là dùng 100% là sơn giả đá nano. Và hôm nay là mới đã 2 năm rồi mà hôm nay vẫn nhìn mới toanh. Đấy thì cái sơn nano nó có một cái ấy là nó cứ bền lâu dài và nó có mới lâu dài, nhưng mà hay là VOC bằng không, gần bằng không, cho nên nó thân thiện với môi trường mà nó giảm cái hàm lượng CO2 trong không khí. Thì đấy là cái thành công là nhờ cái cơ chế thị trường, nhờ tôi đi ra doanh nghiệp cho nên mới ứng dụng được rất là nhanh về cái đề tài sơn nano từ vỏ trấu mà trong vòng 3 năm lại đây. Là vì khi đấy bây giờ mình có tiền rồi, mình cứ sản xuất mà nhiều khi chưa cần lấy tiền của khách hàng mình đã bán rồi. Nhưng ngày xưa mà tiền đâu khách hàng trả tiền thì mình đâu có tiền để mà duy trì được. Thì đấy là cái mà ra cái doanh nghiệp thì mình học được rất nhiều. Mặc dù là so với các giám đốc doanh nghiệp khác về chuyên môn về thương mại thì tôi dốt lắm. Nhiều khi bây giờ không biết một cân sơn là giá bao nhiêu. Về hơi khờ về cái chuyện đấy mà chủ yếu là giao cho cái bộ phận. Mà chị nói chị tự nói ra là mình dốt có nghĩa là chị không dốt chút nào chứ. Nhưng mà chị là đúng là hồi xưa là chị học mà chị cũng không có nghĩ là mình sẽ không là kinh học doanh. Kinh tế, chị nghiên cứu về khoa học thôi. Nhưng mà bây giờ ra thì cái nền tảng về khoa học nó vẫn giúp cho chị sẽ thành công. Và tôi nghĩ rằng là còn trong cái bài học quản trị, chị chắc chắn chị sẽ có những cái người trợ lý hay là những người mà cộng sự của chị, họ làm về quản trị nhân sự, họ làm về quản trị marketing, họ vẫn quản trị về thương hiệu, rồi quản trị thị trường giá cả này kia. Chắc chắn là phải chị có một cái đội ngũ cộng sự, đúng không chị? Có. Tôi có 3 đứa con. Một đứa làm giám đốc Cova Malai, một đứa giám đốc Cova Hà Nội và một đứa giám đốc Cova Hồ Chí Minh. Thì các cái việc để tính toán giá thành tất cả như vậy công ty là công ty gia đình, công ty gia đình mà giao cho các cháu. Ngoài ra thì còn 9 công ty nữa là đều người ngoài hết, nhưng mà họ làm rất tốt. Có thể nói là chúng tôi đối xử với họ là rất là tình cảm như một gia đình. Cho nên họ đến Cova họ cảm thấy như là một gia đình, cho nên là họ không có, chỉ trừ những cái anh nói đi làm hàng giả thì không nói làm gì. Còn đa số là họ rất là tuyệt vời mà họ làm việc rất là tốt, và chúng tôi sẽ nghĩ rằng là mình đối xử tốt và hưởng thụ tốt, và chưa bao giờ chúng tôi nợ lương công nhân dù là một ngày. Kể cả bảo hiểm, kể cả tiền lương về các thứ, và bao giờ năm nay thì phải hơn năm ngoái thì phải hơn năm kia. Và chúng tôi lại có thêm một cái chế độ lương thâm niên cho nhân viên trong công ty. Thành anh em, có những anh em mà bây giờ lương là họ ví dụ họ được 20 năm chẳng hạn, là bây giờ cái số tiền lương thâm niên họ lên nhiều lắm. Chưa nói là những cái thứ khác. Thành anh em họ rất là gắn bó. Lương thâm niên, vâng. Lương thâm niên giống như giáo viên ấy, giống như giáo viên tôi đề nghị. Đúng như vậy. Chúng tôi đặt được cái nhưng đấy. Mà chị trong quản trị đó thì hiện nay ví dụ chị có là những cái đội ngũ quản lý cấp trung á là người ngoài, và đội ngũ cộng sự của chị là những người trong nhà con chị chẳng hạn. Thì á, khi mà chị quản trị á thì là chị có cái sự, cái này hỏi thật á, là chị có một cái sự thiên vị nào hay là chị công bằng với tất cả mọi người? Tôi thì ngược lại là tôi mấy đứa con là tôi rất nghiêm khắc. Nhiều khi người trong nhà thì thực ra thì nói với anh là còn lại 9 công ty là người ngoài gần như 100%, chỉ có vài công ty là cháu thì là tôi không có thiên vị, bởi vì nếu mà mình thiên vị là mình chết ngay. Nhiều khi đối với người ngoài tôi lại còn ưu tiên hơn là con cháu trong nhà. Thậm chí như công ty tôi có 2-3 đứa cháu làm dở là tôi đuổi. Trong khi đó người ngoài chưa đuổi. Nhưng mà chị đuổi, chị gặp khó khăn trong gia đình không? Không. Bởi vì tất nhiên là bố mẹ nó cũng kêu la khóc lóc các thứ. Nhưng mà tôi bảo là thôi, bây giờ cho nó nghỉ đi làm việc khác, nếu kinh tế khó khăn tôi viện trợ. Chứ không được làm công ty nữa, bởi vì làm công ty mà làm cái kiểu đấy thì tôi không điều hành được anh em khác. Cho nên thông đạt thông với gia đình là bây giờ nếu khó khăn về tiền con này, khó khăn tiền nhà này, tôi cho tiền thuê nhà. Nhưng mà đừng làm công ty, đi làm công ty khác.
Thì cuối cùng cũng êm thôi, bởi vì con họ làm dở mà, mặc dù là cháu ruột đấy, có những đứa này cái đó là người Việt Nam mình dễ bị lắm, dễ bị lắm, bởi vì hay là hay chỉ cần một gọi cú telephone hoặc là khóc lóc này là đấy, mình đã thấy mùi lòng rồi. Vâng, đấy vâng. Thì cái đấy là tôi làm bằng cách là dùng kinh tế, là họ khó khăn tôi giúp đỡ kinh tế thêm gần. Đôi khi có những em mà phải cho cái tiền họ thành năm đầu gần bằng tiền lương, mặc dù không làm việc nhưng đúng, mà nghỉ tốt hơn là ở lại là không nói được, không điều hành được người cái khác. Cái quan trọng của Việt Nam mình hiện nay chính là cái chuẩn. Vâng. và những cái nguyên tắc. Yeah. phải như vậy. Từ trong cái một công ty gia đình hay là một gia đình hay là ngoài xã hội, trong các cái cấp chính phủ cũng vậy, với nguyên tắc chứ còn yeah. linh động là chết, là thất bại liền. Nó sẽ thành thất bại. Tự nó sẽ đổ vỡ. Vâng. Hay là khi mà ngồi xét thưởng cho anh em, vâng, rất công bằng, tôi để cho các đơn vị là tự bình bầu, là hạ loại A lại B lại C, xong rồi lên đấy rồi bắt đầu mới là xếp thế nào, là ngày công lương thưởng bao nhiêu, rồi cũng rất là công bằng, mà để cho dân chủ họ tự làm trước, lên mình thì xét cuối cùng. Vâng. Chứ không phải ngồi cậu này đau nhiều, cậu này không bao giờ tôi làm cái chuyện là áp đặt như vậy, thành ra họ thoải mái lắm. Vâng. Vâng. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Sencova. Xin quý vị kiên nhẫn thêm một chút nữa, chúng tôi sẽ quay lại với phần cuối cùng của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.